Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao, thông tin nghệ sĩ Hoài Linh bị một cộng đồng mạng tố nợ tiền gỗ xây nhà thờ tổ. Theo bình luận của người này, thì công trình 100 tỷ mà nam danh hài xây dựng dù đã khai trương từ năm 2016 nhưng vẫn chưa thanh toán hết số tiền vật liệu gỗ xây dựng. Để có thêm thông tin về sự việc, chiều ngày 22 tháng 6, phóng viên đã tìm về làng nghề Liên Hà, xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, thủ đô Hà Nội để có thêm thông tin. Theo quan sát thì dọc con đường đi vào làng nghề này là những hộ gia đình, những doanh nghiệp làm nghề sản xuất, buôn bán đồ gỗ nội thất như giường, tủ. Khi được hỏi về tin đồn của một người trong nghề không đòi được tiền gỗ của nghệ sĩ Hoài Linh, tất cả đều tỏ ra bất ngờ. Ông Nguyễn Quang Lục, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Liên Hà cho biết, trong làng nghề Liên Hà có tổng cộng 226 hộ thuê đất sản xuất gỗ, tuy nhiên không có hộ dân nào sản xuất đồ thờ, chùa, chiền. Khi trước đây là Liên Hà đang phượng rồi. Nhưng mà có đi cho các chú mà làm nghe tắt một cái cho xem. Để thợ để làm nhà kiểu nhà cỏ như thế đây không có thợ nào khác rồi. Ví dụ con làm nhân dân mà con làm chùa làm đền cũng phải đi thuê thợ nơi khác. Thì đây thì có thể mua gốc làm luôn được. Và thông tin một người dân trong làng nghề Liên Hà chưa được nghệ sĩ Hoài Linh thanh toán 200 triệu, ông Lực cho rằng chắc chắn làng nghề xã mình không có. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Liên Hà cũng nhận định số tiền 200 triệu để làm đồ gỗ cho công trình 100 tỷ là nhà thờ của Hoài Linh cũng không logic.